hôm qua đi cái chợ kia vui lắm, mua được cái này 3 đồng, cái này không biết đầy cái gì đó. Mình mua đậu chiếc motorcycle của mình cũng được thôi, 3 đồng trời ơi, loại phải rất là tốt. Đó, được. Quý xe lắm á, xe này người ta trả có 300 bạc à. Sao bán được 300 ha, quý lắm nè. Rồi, đi được vòng vòng nhà ông đi cầm chợ ít ít thôi, nó gần hư rồi, 20 mấy năm rồi. Hôm nay trở lại chỗ cũ. Trời ơi, cái này để 4 đồng mấy lần mắc dễ sợ ha. Rồi, 4 cái mua cái này cho bà hàng xóm của Mai với Mai. Giờ Mai nuôi bà rồi, mệt rồi rồi. Gà bắt đầu có rồi nè. Đi chợ xíu là 6 đồng 97 ha. Để coi cái này nó còn cái gì, cái gì cũ không, cũ hết trơn không, mùi tâm hết trơn rồi. Mùi da chanh, chanh gốc 6.97, có khi bánh mì này cũng cũ nè, cũng hết trơn luôn, cũ có thể nó mua hết trơn rồi, vô sớm mua hết rồi. Mình đi chạy quá à, cái này còn nè, thôi mắc thôi, ăn cái muôn cái ăn ha, ăn có rau cải vậy thôi. 38 rồi, muôn cái nhiều quá mà không có hết, hết nước rồi phải vô một chai nước để mất tiêu rồi. Trời, nước mình uống mất tiêu rồi, lúc có lúc không, nằm sâu rồi không lấy được, không lấy được. Mua hai cái này uống cho vui mát à, đồng chơi tính luôn rồi vậy đó, gì cũng mắc hết trơn. Và mua hai bánh mì này lúc nào phải mua cái cranberry cho mẹ hết trơn nè. Đây, mua đây. Đây mua cranberry. Đã hết cranberry rồi. Thôi uống cái khác. Này rẻ hơn cranberry. Đi mua một con gà là xong. Gà đây. Con này nặng nè. Nặng. Thấy con nặng sao, bữa nay có hộp lớn ha, nặng hộp lớn như vậy. Chắc mắc tiền hơn hay sao mà hộp lớn. Ờ, làm một hộp thế, còn nó nặng á. À, không, còn nó nặng. Rồi. Xong. Cái này. Để đậu được ha, cái này một bình. Một bình. Rồi, đủ chỗ. Bữa nay đi chợ lố 2 đồng 14 sen. Tại sao cô không biết đó nghe, thường thường là phải 30 trở xuống, bữa nay là 2 đồng 11, 3 đồng 14 sen, rồi phải không? Đó. Lố 2 đồng 14 sen, vô duyên quá ha. Tại sao vậy ha? Chắc cái này nè, chắc cái này nó bớt không đủ á, nó bớt thêm 14 sen nữa. Chắc mua cái dư, không mua cái đó, không mua cái đó thì dưới 30 đồng. Thôi trời, bữa nay ăn sang bữa. Lần này ăn sang nữa. 30. 30 là ăn được 3 ngàn. Cái nghe chán quá ha. Tính từng ly từng tí, từng ly từng tí.
kiếp nghèo, kiếp nghèo dài tập. Để khi đồ tăng giá không tăng thì mình 2 đồng 14 chứ mua là 30 đồng nó xuống 5 2 14 vô lý dễ sợ luôn. Này tăng giá gì mình không biết, mình để ý. À đúng rồi, tại bữa nay phải nuôi tăng, phải nuôi bà già bên cạnh, bà già hàng xóm của Mai. Ở nhà nó mua hộp bánh 10 đồng cho bà đó, bánh tây 10 đồng. Bà ăn từ từ. Mua cái này cho bà với mẹ đó. Đúng rồi, mua là hàng xóm thì cứ tăng lên 2 đồng nữa xem thêm. Đáng về ra. Rồi thôi, để đồ lên tới nhà. Tới nhà bình yên. Không có mất mát gì hết trơn á. Rồi, thôi đem đồ vào nhà ha. Không mất, không có rớt gì hết trơn. Nè, bữa nay mua bánh này cho bà già nè. Đó. Đây, lát đem vô cho bà ăn cái. Một ngày đem một cái thôi, một cái lên đây nè. Đó, một cái đó. Mà bữa nay đổi phòng rồi, không biết đổi đâu nữa. Nếu nó đổi phòng phải đem qua cho bà, phòng cũ cho bà.